Chào mừng các bạn đến với kênh Thú Cưng Một Cuộc Sống có các chủ đề ẩm thực, du lịch, mẹo vặt và thú cưng nhé. Thank you.
coi video bao nhiêu rồi. Em ăn đây cũng tôi hồi nữa bị mọi người dàn ăn hết của em. Nếu các bạn thích kênh Thú Cưng Và Cuộc Sống, nhớ bấm like, share và subscribe. Đừng quên nhấn chuông nha để theo dõi video tiếp theo ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn và mến chúc các bạn luôn vui, khỏe và hạnh phúc bên gia đình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.